Ngày 17 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Văn Cang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, Lê Văn Cang, 38 tuổi, ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh khai nhận do cần tiền tiêu xài nên Cang điều khiển xe máy từ nhà ở ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành đi đến huyện Tân Biên tìm tài sản để lấy trộm. Khi đi đến nhà anh LMD, 37 tuổi, ngụ xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, Cang thấy trước nhà có cột 3 con bò trong vườn cao su, không có người trông coi, liền đi đến lấy trộm mang đến đám mì thuộc ấp Thanh Xuân, xã Mỏ Công, cột giấu tại đó rồi về nhà. Đến trưa 16 tháng 4, Cang thuê được xe tải chở bò đi bán thì bị người dân và lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Trước đó, theo trình báo của anh LMD, công an huyện Tân Biên phát hiện 3 con bò được cột ở vườn cao su thuộc ấp Thanh Xuân, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, cùng một nghi can khả nghi. Phát hiện công an, Lê Văn Cang bỏ chạy vào rẫy mì rộng khoảng 80 hectare gần đó lẫn trốn. Lực lượng công an phong tỏa quanh khu vực và huy động người dân cùng thiết bị flycam để truy tìm đối tượng trộm bò. Thấy nhiều người truy bắt, đối tượng tháo chạy và bị công an bắt giữ đưa về trụ sở làm việc. Hiện vụ trộm bò của người dân đang được công an huyện Tân Biên điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.